Tính bố thì nóng, lại còn hay to tiếng nữa. Nhưng mà đứa khốn nạn nào đã làm ra chuyện này cơ chứ? Anh này, anh cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi cần gọi cho bạn. Cứ đọc số đi. 0967 363 701. Cô cũng chơi với cậu Cường à? Anh cũng biết anh Cường à? Biết chứ. Tôi là người yêu của anh ấy. Yêu, chứ không phải là chơi. Nhưng mà ông bà già ngăn cấm. Bây giờ bố tôi mất rồi, chắc chả ai cấm được tôi đâu. Nghe máy đi anh. Có điều tôi vẫn không chấp nhận được chuyện ông ấy đã rời xa tôi như thế. Có một điều nữa mà chúng tôi muốn biết. Cô vừa phải mượn điện thoại tôi. Vậy điện thoại cô đâu? Tôi để quên ở chỗ anh Cường. Chiếc điện thoại đó của cô cũng có khả năng mở được hệ thống bảo mật của ngôi nhà này đúng không? Đương nhiên. Anh, sao em nằm đây? Vào cho phòng nằm. Dạ em đỡ ở phòng. Chúng mày cứ rủ anh chơi được cả đêm mới mệt thế. Đồ trang sức và đồng hồ khả năng cao là của ông Hoàng. Dù sao cũng phải chờ kết quả xét nghiệm tổng thể. Nếu trùng với mẫu các dấu vết ở nhà ông Hoàng, gần như xác định được một hung thủ. Từ từ, để tôi. Em không nghĩ là một tên nghiện lại có hứng thú đọc truyện tranh. Đứa nào lạ mặt vào đây tôi đều thấy khả nghi. Hôm trước tôi thấy có một thằng. Cậu tìm ai đấy? Khoảng mấy giờ? Khoảng tầm buổi trưa. Trông anh ta thế nào? Trông ăn mặc xanh điệu, có vẻ có nghiện thì cũng là con nhà giàu. Có phải đối tượng này không?